Chào mừng các bạn đã quay lại với mình là Simon Lab đến từ Trung Con Làng Hoa. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn làm thế nào để không bị chai tay khi khách sạn. Chai tay là gì các bạn? Chai tay chính là những cái chai xuất hiện trên bàn tay chúng ta khi chúng ta thực hiện những động tác kéo xà, deadlift, vân vân. Và những cục chai này trước khi nó chai tay giống như vậy này các bạn, thì nó rất là thốn, nó rất là đau và nó sẽ cản trở cái buổi kéo xà các bạn, dẫn tới buổi tập không hiệu quả và càng làm cho mình cảm thấy rất là nản. Mình sẽ chia sẻ 3 cách để chúng ta có thể loại bỏ cái chai tay này vĩnh viễn nữa các bạn ơi. Mình sẽ chia sẻ những cách từ hiệu quả bình thường cho tới hiệu quả nhất. Ok, hiệu quả bình thường và đầu tiên chúng ta hãy đổi thế tay cầm khi kéo xà. Thông thường khi mình kéo xà thì mình cầm kiểu này đúng không, các bạn sẽ hay cầm kiểu dày khi kéo xà thì rất là nó sẽ hay bị chai tay ở lúc này. Thay vì mình cầm kiểu này thì mình hãy cầm bằng ngón tay thôi, cầm bằng dây các bạn đó, hãy cầm kiểu này thì nó sẽ giảm bớt cái sự chai tay ở chỗ này xuống. Nhưng mà chạy trời đâu cho khỏi nắng các bạn, thì khi mình cầm kiểu này nó sẽ có những khuyết điểm là chắc chắn nó cũng sẽ chai ở những chỗ này qua thời gian các bạn ơi. Không chai chỗ này thì chai chỗ khác và bạn sẽ cảm thấy mình rất yếu khi kéo xà bằng cái thế nắm này. Cách thứ hai hiệu quả hơn một xíu đó chính là bạn hãy ra tìm dụng cụ thể thao, mua bao tay mình mang vào thì nó sẽ có miếng đệm nó êm hơn. Nhưng mà nếu bạn tập nhiều, kéo xà nhiều thì chắc chắn sớm muộn bạn cũng sẽ chai tay các bạn. Và cách cuối cùng là cách hiệu quả nhất, là cách mà các bạn có thể áp dụng và việc chai tay này sẽ hoàn toàn biến mất, ok, và không bao giờ chai tay nữa. Đó chính là bạn đừng kéo xà nữa, ok. Tức là chúng ta không cần phải kéo xà nữa bạn ơi, không muốn chai tay thì đừng nghĩ kéo xà. Vì đây là một cái chuyện hết sức là bình thường các bạn, đã kéo xà là phải chai tay. Giống như là việc mình cua gái mình phải tốn tiền, mình đi cua gái là mình phải tốn tiền, kéo xà phải chai tay, không có đường nào khác. Thì thôi, đó là chia sẻ của mình, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau. Chúc các bạn tập luyện luôn tiến bộ và chị cũng luôn chơi cả. It's time to get this thing started. Synchronize.